Chào các bạn, và còn hơn chục ngày nữa là Tết rồi. Thì theo nguyện vọng của một số anh em ấy, thì hôm nay là các cái đơn vị đặt hàng của Đỗ Quyên, của Lữ Hoàng Quyên, của Trại Cây Hàng Độc, thì các đơn vị đặt hàng thì hôm nay chúng tôi sẽ quay trực tiếp cho các bạn các cái cây mà các bạn đã đặt hàng và một số cây chủng loại khác để các bạn xem là cái chất lượng hoa đến thời điểm này nó như thế nào. Đây là Trại Cây Hàng Độc, có những cái cây Đỗ Quyên, đây là con Lữ Hoàng Quyên. Năm nay Lữ Hoàng Quyên nó bắt đầu lở rồi các bạn ạ. Đây, các cái bông của nó lở. Thường thường là các cái Lữ Hoàng Quyên này nó lở được độ khoảng 2 tháng. Các cái bông to nó lở trước, các cái bông trên nó lở trước và nó lở đớp nhau. Ví dụ là như thế này nhé. Đây là các cái bông nó lở rồi các bạn nhé. Đấy, sau đó là đến tiếp các cái bông trúng chím này. Các bông trúng chím này lở tiếp. Lở tiếp sau đó là đến các cái lụ con này. Nó dịch chuyển độ khoảng 45 ngày. Tức là thường thường các cái Lữ Hoàng Quyên này là nguồn gốc xứ Lào. Ở bên Lào chúng tôi đánh về, và chúng tôi như cây này là nó lên chậu được độ khoảng 3 năm rồi. Như cây này là lên chậu được 3 năm. Đây, mã số của nó đây. Trên tất cả những cái Đỗ Quyên của bên chúng tôi đều có mã số. Ví dụ là đây là Đỗ Quyên mã số và có kích thước ngang bẹ gốc 12, tổng chiều cao nó là 60, tán của nó là 50, mã số 8, rêu phong. Các cái bẹ gốc thì mốc thách rồi. Chúng tôi cây này trồng được lên chậu được 4 năm rồi. Xuất phát từ các cái cây Đỗ Quyên ở bên nào, ở các cái rìa suối ở Việt Nam bây giờ hết rồi. Việt Nam ngày trước ở vùng Kon Tum, Gia Lai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn vẫn có, nhưng mà bây giờ là lấy hết rồi. Nên bây giờ phải khai thác bên nào về thì số lượng nó còn nhiều hơn. Khi mà cái cây đợt thứ 3 nó ra hoa là lá nó rụng hết thì nó sẽ ra hoa tràn ngập. Đấy là đợt thứ 3. Các cái lụ của nó chung chín, lụ nó lứt lanh. Đây, sẽ ra hoa từ giờ đến Tết Nguyên Đán, sau Tết Nguyên Đán một tháng nữa. Một cái cây Đỗ Quyên như thế này thì chúng tôi đã cho chất ăn vào đầy đủ ở gốc của nó rồi, chỉ tưới nước là được. Ví dụ như các cái bông này nó lở đấy nhá, các cái bông này nó lở thì hết bông này thì nó lại ra cái lụ này, cái lụ con này. Đấy, hết cái lụ con này thì nó lại đến cái lụ này, nó lở kế tiếp, chứ không phải lở đại trà. Và khi nó rụng hết lá thì nó sẽ thành là đại trà. Ví dụ là các cái bông này nó lở thì các bông dưới nó lở tiếp theo. Và thông qua chương trình trên trang xuất phát từ cái trang mà nhóm trao đổi cây hàng độc, thì chúng ta các nhà vườn lưu ý nhá, chúng tôi có chính sách cho thuê, bán hoặc cho thuê. Ví dụ bán thì trên các cái mã số đây là chúng tôi có mã số là chính là mã tiền, mã số chính là mã tiền. Ví dụ là cây này là 8, tức là 8 triệu một cây một gốc. Mã số có đầy đủ. Các mã số này được đánh từ năm ngoái giờ rồi. Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê. Cho thuê thì giá trị bằng 1 phần 10 giá trị thực. Ví dụ một cây 100 triệu thì chúng tôi sẽ cho thuê là 10 triệu. Trong vòng một tháng ăn Tết xong, các bạn hãy đem trả lại vườn. Thì một số anh em đã đăng ký thuê những cái tác phẩm nào, những cái cây nào rồi. Cháu mở ra xem nó có sang đấy. Một số
một số các cái cây mà chọn lựa thì các nhà vườn có thể là bằng hình thức cho thuê hoặc là hình thức mua thẳng, hoặc là chúng tôi đang có cái chương trình mà đổi trên website, trên cái trang fanpage của nhóm cây hàng độc .vn, nhóm trao đổi cây hàng độc, thì vào trang đấy chúng ta sẽ tiến hành đổi cây các cái vùng miền.